Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hàng ngày trên kênh TCT. Thưa quý vị và các bạn, trong một cuộc bỏ phiếu với kết quả xít sao tại Hạ viện vào Chủ nhật ngày 3 tháng 1, năm thành viên Đảng Dân Chủ đã bày tỏ sự phản đối với Chủ tịch Hạ viện Mỹ là bà Nancy Pelosi thuộc Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, bà Pelosi đã thành công giành lại vị trí chủ tịch của mình. Trong cuộc bỏ phiếu này, bà Pelosi đã giành được 216 phiếu bầu, trong khi lãnh đạo phe thiểu số của Hạ viện là ông Kevin McCarthy thuộc Đảng Cộng hòa nhận được 209 phiếu. Ông McCarthy vẫn sẽ giữ vai trò là lãnh đạo phe thiểu số của Hạ viện Mỹ. Không một thành viên Đảng Cộng hòa nào tại Hạ viện phản đối ông McCarthy. Năm thành viên Đảng Dân chủ không bỏ phiếu cho bà Pelosi, bao gồm các dân biểu Jerry Golden bang Maine, Conor Lambs bang Pennsylvania, Mickey Sarire bang New Jersey, Elisa Slotkin, bang Michigan và ambigen Spenberger, bang Virginia. Tất cả năm thành viên đảng Dân Chủ này đều được coi là những người theo chủ nghĩa trung dung và đã ủng hộ những chính sách và động thái chung của lưỡng đảng. Hiện tại, đảng Dân Chủ chiếm đa số tại Hạ viện với tỷ số ghế là 222-211 so với đảng Cộng Hòa. Tới nay, Hạ viện Mỹ vẫn còn có hai ghế trống. Đảng dân chủ đã có khoảng 10 thành viên đương nhiệm tại Hạ viện thất cử trong cuộc bầu cử năm 2020 và không thể đánh bại một thành viên Đảng Cộng hòa nào tại Hạ viện. Hai dân biểu mới đắc cử thuộc Đảng Cộng hòa đã bỏ lỡ cuộc bỏ phiếu hôm chủ nhật sau khi xét nghiệm dương tính với virus Corona Vũ Hán. Tuy nhiên, một thành viên Đảng dân chủ là Hạ nghị sĩ Gwen Moore bang Wisconsin cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus lại tham dự sự kiện và bỏ phiếu cho bà Pelosi. Trong một bài đăng trên Twitter, dân biểu Đảng Cộng Hòa Brooke Westerman, bang Arkansas đã châm biếm. Có vẻ như các biện pháp bỏ phiếu theo ủy quyền và điều trần từ xa của Chủ tịch Hạ viện Pelosi chỉ cần thiết khi vị trí lãnh đạo của bà ấy không bị đe dọa. Bà Pelosi đang để sức khỏe cộng đồng đối mặt nguy cơ chỉ để giữ quyền lực cho mình. Cả hai thành viên Đảng Dân Chủ là bà Moore và bà Pelosi đều phải đối mặt với sự chỉ trích từ các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện vì cho phép một người nhiễm virus corona Vũ Hán tham dự cuộc bỏ phiếu. Họ gọi động thái này của phía Đảng Dân Chủ là đạo đức giả. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của TCT. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.